Chào này các bác nhá. Hôm nay làm cái video ngắn này để giới thiệu với toàn thể các bác cách cắm mẹt bình địt. Do em mới bán khách thì mua thì có mấy bác thì chưa biết cách cắm như thế nào. Thì các bác đề nghị em là làm một cái video cắm đầy đủ cụ thể cái mẹt bình địt và là để con bịt giả như thế nào cho nó hiệu quả. Đây thì em sẽ vào làm cái cách cắm mình đi cho cách cắm mẹt này cho các bác xem nhé. Đây các bác này, đầu tiên nhá các bác rửa mẹt ra này. Đây rửa mẹt ra. Đây các bác muốn đánh con mình bịp các bác dọn qua cái chỗ để mình cắm đi cho nó sạch sẽ đi. Đây các bác mở cái cánh bên này ra. Đấy, sau đó các bác gài hai lò xo hai bên vào. Đây hai lò xo hai bên gài vào cánh đây. Đấy các bác thấy không? Đây gài vào đây hai bên đây. Đây đây nó có hai chân sắt cắm đây rồi thì các bác cắm xuống. Các bác cứ ấn thật căng thoải mái à. Đấy, cắm xuống sát mặt đất như này rồi nhá. Ok rồi đúng không các bác? Đây các bác lật ngược mẹt lại, gài mẹt thôi. Đấy các bác quén lưới lại này, vén lưới vào này. Đấy, đây đây chốt lẫy đây. Đấy thế là xong thôi các bác, không có gì cả. Đây con bịp giả, con bịp giả sẽ chống mỏ ở đây các bác. Đấy các bác nhớ phải giữ cần sau này nhá, không nhớ đâu nó mới hôm qua nó sập luôn đấy. Thì đây các bác lấy một ít lá cây đây, cái lá cây dương sỉ ấy các bác. Các bác ngụy trang vào thì nó rất chi là kín và con bịp thật nó sẽ không phát hiện ra được các bạn. Đây đấy, các bác ngụy trang cẩn thận vào một tí là ok thôi mà. Đấy hét bắt đầu về rồi đấy các bạn, thấy hét kêu bác lắm. Đây còn những chỗ ngoài này này, các bác lấy cái lá cây ở chỗ gần nó này, mình ngụy trang lại tí. Nó cẩn thận. Đấy như thế này là ok thôi mà các bác. Đây em bỏ con bịp mồi ra, em ném thử vào cái mẹt này cho các xem nhé. Cái mẹt này thì em cài hơi căng, chắc là vẫn sập thôi, còn chưa có gì ném các bạn. Ở đây em ném thử dép luôn. Đấy rất chi là nhanh các bạn. Thế thôi mà, ok thôi mà các bác. Đây chứ cái mẹt bên em đi kèm nhá, một cái chuông này. Khi mà các bác cắm lưới như này rồi nhá, các bác cắm cái chuông ở đầu này, buộc sợi dây vào đây. Đấy buông một sợi dây vào đây, khi nào chim mắc vào nó sẽ giật như này, nó sẽ rung chuông để anh em mình ngồi từ xa biết. Còn đâu đây là cái cây để cắm con cóc hoặc con ngoé hoặc con thằn lằn đấy các bác. Các bác cắm đằng trước này cũng được, đằng ngang này cũng được, nói chung đằng phía nào cũng được. Đây các bác cắm cho nó chĩa vào cái cần cầu tử đây, để cho nó dẫm vào cái cầu tử nha các bác nhé. Đấy thì chi tiết về cái mẹt bình địt thì cái video lần trước em đã giới thiệu rồi. Thì đây em làm cái video này để hướng dẫn các bác cắm mẹt. Đây rất chi đơn giản thôi các bạn, không có gì phức tạp khó dễ khó cả. Đấy thì các bác thu vào đây. Đấy, các bác rút lên này, rất là ok. Đấy, xong các em thu mẹt mang về rồi. Đấy thì bác nào chưa hiểu về cái phần nào nữa thì cứ liên hệ em nhá, em sẽ để số điện thoại bên góc phải màn hình cho các bác chủ động liên hệ cho nó dễ. Thì thôi hôm nay em làm đoạn video ngắn này ở đây, xin gửi tới toàn thể các bác cách cắm mẹt bình bịt. Xin chào để các bác nha, hẹn các bác video lần sau ạ.